kính bạch sư con đang phát nguyện xuất gia vung bồi thêm mi để đủ duyên trong thời gian sớm nhất hiện tại con có một vướng mắt xin sư cho con lời khuyên con đã ăn chay được một thời gian khá dài 7 năm môi trường con muốn phát tâm xuất gia là nam tông vậy thưa sư con sẽ phải đối mặt gặp cản trở khó khăn nào không trường hợp thói quen ăn chay vẫn diễn ra sau khi đã xuất gia đó à nếu xuất gia trường hợp hai nếu xuất gia bên bắc tông nhưng thực hành theo chánh pháp giữ giới hành trì theo phật giáo nguyên thủy có khả thi không à, thưa với quý vị đó sư phải hỏi để cho quý vị xác định rõ ha? cái cái người mà họ đặt đặt câu hỏi này đó xác định rõ là mình đi xuất gia hay là mình đi ăn nghe nó kỳ à, quý vị có biết là trong à, tăng chi bộ kinh đức phật nói cái người xuất gia là điều khó họ phải gặp bốn cái nạn rất là lớn trong đời sống xuất gia một cái nạn lớn một trong bốn nạn lớn đó mà ở đây để cho nó ngang hàng với cái nạn của phụ nữ là cái gì cái chuyện ăn uống nói để quý vị thấy uh, là cái chuyện ăn uống mình nghĩ là nó nhỏ chứ nó lớn chuyện lắm thành ra sư phải đặt câu hỏi để chúng ta xác định rõ ha, là chúng ta đi tu hay chúng ta đi ăn nếu như chúng ta đi ăn thì mình không còn gì để nói còn nếu chúng ta đi tu á là phải xét lại cái vấn đề của mình sư biết có một vị sư vị này xuất gia và cũng ăn chay và nó kẹt một chỗ là cái nơi mà vị này thực hành lại giữ cái truyền thống khất thực mà khi đi khất thực như vậy đó Người ta cho mình cái gì thì mình ăn cái đó Mình không có sự lựa chọn Thành ra vị này rất là khó chịu Khó chịu là tại sao người ta không có cúng đồ ăn chay Mà người ta lại cúng đồ ăn cả chay lẫn mặn Rồi thì mỗi lần ăn á, vị này phải lựa Cái gì là đồ ăn mặn vị này phải để ra Còn cái gì là đồ ăn chay là vị này mới ăn và thế là cái cuộc tu của vị này nó trở thành một cái cuộc hành hạ đó là chưa kể à, quý vị mà ăn chay trường á, 5 năm 7 năm quý vị sẽ thấy là à, khi mà nó có cái mùi tanh là mình biết liền mùi tanh của máu á, mình nghe mình rất là nhạy thành ra là vị này rất là khó chịu khi mà nó phải vướng phải cái mùi tanh của máu vị này rất là khó chịu và thế là vị này um, hoàn tục cái vấn đề đặt ra là tại sao tại sao um, mình vì một chuyện Đức Phật không cấm mà mình lại đi làm cái chuyện đức phật không có khuyên làm đức phật khuyên chúng ta xuất gia sống đời sống không nhà hãy trở thành một vị tu sĩ thiểu dục truy túc cái thiểu dục ở đây đó có nghĩa là gì ít muốn có cái gì cũng được truy túc có nghĩa là biết đủ có cái gì xài cái đó mà mình lại không làm theo lời của Phật mà mình cứ nó phải như thế này tôi mới chịu mà phải như thế kia tôi mới chịu thì có nghĩa là ngay từ cái tư tưởng đó đó nó đã là một trở ngại rất lớn của mình trong cái việc xuất gia rồi. Chúng ta phải nhận thức được cái chuyện này. Phật giáo Nguyên thủy nhiều người họ hỏi sư là uống sư Nam tông ăn mặn hả? sư cười tại vì sư thấy họ um, không có sẵn sàng để mà nghe cho nên sư không trả lời chứ nếu như nói đúng là phật giáo nguyên thủy không hề có chuyện chay mặn nhớ giùm nha, không hề có chuyện chay mặn một ngày đi bác người ta không có cái gì thì mình lấy nước mình chán mình uống cho no bụng một ngày đi bác người ta chỉ cúng mình có trái cây không thôi là mình cũng lấy cái đó mình no ăn cho no bụng mà sư xin thưa nhé ở cái chỗ của sư á à, con đường đi khất thực sư biết có một con đường mà sư đi con đường đó chỉ có bánh chỉ có bánh ngọt thôi à, mà bánh ngọt nói nó hơi kỳ với thực tế là chỉ là cái đồ ăn vặt thôi đó chỉ như chip snack này nọ rồi, rồi ba cái bánh gạo bánh đồ đoạn ăn vặt mà sư đi cái con đường đó đó là thế nào cũng ôm đầy hết con đường đó là về mà nếu như đúng thì tức là hôm đó là sư ăn mấy cái đồ ăn vặt đó trừ cơm đó mới là một đời tu nó mới là một đời tu nó mới đúng cái ý nghĩa là mình đi xuất gia người ta cho cái gì mình dùng cái đó mình có cái gì mình dùng cái đó nó mới có ý nghĩa là thiểu dục truy túc chứ còn mình đi tu mà phải có cái này tôi mới ăn được có cái kia tôi mới ăn được thì đó là vấn đề của mình và sư biết sư biết sư biết sư biết cái chuyện ăn nó nghiêm trọng lắm nó lớn lắm nó lớn lắm Để, miếng ăn là miếng tồi tàn mà mất ăn một miếng lộn gan lên đầu cái chuyện ăn nó lớn lắm nhiều người hoàn tục chỉ bởi vì miếng ăn thôi à, cho nên cái chuyện mà quý vị chịu không nổi thì sư không có gì là ngạc nhiên bởi vì con đường tu á, cái người mà đi được đến cuối con đường thì mới có cái đáng để nói chứ còn mình đi được chỉ có vài năm thì có cái gì đâu để nói thành ra cẩn thận coi lại coi là mình còn chấp giữ cái chuyện mà chay với mặn thì mình còn đi tu được hay không nhớ nha À, ở đây sư không nói quý vị là sống trong cái tinh thần vô chấp Nhớ dùm nha Cái tinh thần vô chấp mà hiểu sai đó Nó nghiêm trọng lắm Hiểu sai có nghĩa là sao Ở đây không có thiện ác gì hết trơn thì đó là bậy đó Ở đây không có giới Không có định, không có tuệ gì hết trơn Đó là bậy đó Hiểu đúng là mình hiểu theo tinh thần Kinh chánh kỳ kiến của Ngài Xá Lợi Phất Có nghĩa là sao Ta à, biết cái gì là thiện cái gì là bất thiện cái gì nên làm cái gì không nên làm cái gì là bốn đế cái gì là thức giác chi cái gì là bác chánh đạo ừ? biết mấy cái đó phân biệt mấy cái đó thực hành mấy cái đó còn cái chuyện ăn á phải thực hành như thế nào ăn chỉ để nuôi thân không không có cầu ngon cũng không có chê dở có cái gì dùng cái đó nuôi mạng một cách chân chánh không có tội lỗi à, còn nếu như quý vị muốn xuất gia theo một hệ phái khác à, mà vẫn giữ tinh thần Phật giáo nguyên thủy thì sư phải nhắc nhở quý vị cẩn trọng nha cẩn trọng nha à, tại vì cái kiểu mà Um, gọi là cái gì ta Chim thì nó phải ra chim Mà chuột nó phải ra chuột Chứ còn cái kiểu như con dơi ấy, Vừa chim vừa chuột nó kỳ lắm Thường ở một cái ngôi chùa nào á Ở một cái hệ phái nào Thì thường mình phải nhập chúng ở đó Mình phải thực hành Nó giống như ở đó Còn cái kiểu mà mình đi cái lối đi riêng ấy, Đi cái lối đi riêng, đi riêng thì sư hỏi quý vị là thầy của mình là ai. Mà nếu như mình tu không có thầy đó. Cái kiểu mà tu um, hoang dã, sư tạm dùng cái từ hoang dã, mình không có thầy á mình tu sai mình có biết hay không? Rồi mình sa ngã mình có biết hay không? Trường hợp này nhiều lắm. Nha, nhiều lắm. Tu là phải có thầy mà thầy ở đây là thầy phải có chánh truy kiến nha rồi mình ở trong một cái hội chúng mà cái sự thực hành của mình á nó cũng tương đối giống mình chứ còn mình thực hành mà khác người á nó kỳ lắm sư đưa ra một vài cái lời khuyên nếu như mà quý vị quyết định không xuất gia nam tông mà xuất gia một cái hệ phái khác à, thứ nhất là tham khảo coi ở cái nơi đó, đó việc mình giữ giới có bị kỳ thị hay không nghe nó kỳ ha nhưng mà đó là sự thật đấy quý vị đi một số nơi đi nhiều nơi quý vị sẽ thấy chà cái mạng nó bị lắc nghe đó nó có alo Rồi, quý vị nghe lại chưa quý vị nghe lại chưa quý vị có nghe hay chưa ừ Tôi không biết nãy giờ quý vị có mất cái chỗ nào hay không rồi sư bắt đầu vấn đề Một cái Một cái gì nhớ dùm cho sư Nằm lòng dùm sư Ưu tư dùm sư cái chuyện này Mình đi bất kỳ nơi nào Cái nơi đó cái việc mình giữ giới Có bị kỳ thị hay không Nếu như ở cái nơi đó Mà việc giữ giới của mình mà bị kỳ thị đó Thì nên kiếm chỗ khác cái thứ hai là ông thầy của mình ấy ổng có tránh kiến hay không Ông có tránh kiến hay không? Rồi ông có tàm úy hay không? Tức là có sự hổ thẹn hay không? Hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi hay không? Bản thân ông thầy đó Bản thân ông thầy mà mình chọn á, Có thể giới hạnh của vị đó cũng lem nhem nha. Tức là cái giới hạnh của vị đó có thể lem nhem Việc thực hành vị đó có thể không được tinh tấn lắm Nhưng ít nhất cái nhìn nhận vấn đề của vị đó Là phải ổn Nha vì đó không thể nào mà mình bào chữa cho cái sai của mình. Mình sai, mình biết mình sai. Đấy, đương nhiên nếu mà gặp được một vị um, minh sư thì quá tốt. À, và kiểm tra, kiểm tra coi cái đường lối thực hành của nơi đó có đúng với bác chánh đạo hay không. Đấy, là trong trường hợp mà quý vị kiếm một cái nơi khác để quý vị xuất gia. Thì đó là một vài lời khuyên của sư.